Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong kênh GT Guitar Shop. Ngày hôm nay khi mà mình quay cái clip này thì mình xem lại là đúng đúng một tháng luôn hoàn thành hai cái đàn chủ đề Tết của Thuận Guitar ha. Sáng 26 Tết là hai cái đàn này hoàn thành, mặc dù các bạn theo kế hoạch đó là nó phải xong trước đó cả tháng lận để mà còn cái đàn nó để còn ổn định ha, rồi còn chụp hình, còn quay phim các kiểu. Tuy nhiên là các bạn biết là năm nay Tết nó đến rất là sớm, vừa mới hết Tết dương lịch cái là nó tới Tết âm lịch luôn, và càng sát Tết âm lịch đó thì càng có nhiều cái đơn hàng phải hoàn thành để cho các bạn có đàn chơi Tết, cho nên là những cái đàn này thì nó lại bị trễ ha. Và cũng hơi tiếc là nó bị trễ thì cái cảm giác mà đón nó không có trọn vẹn như là nếu mà nó đã hoàn thành cách đây khoảng 2 tháng, có nghĩa là trước Tết 1 tháng thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà không sao, ngày hôm nay mình sẽ cố gắng gửi đến các bạn một cái giới thiệu chi tiết đầy đủ và cho các bạn xem những cái điều đặc biệt trên hai cái đàn này. Thì trong cái clip này chúng ta sẽ đi về cái cây thuyền hoa trước. Đây là cái cây rất là đặc biệt, nó có nhiều cái điểm mới mà Thuận Guitar muốn mang đến cho các bạn ha. Rồi, ok, chúng ta cùng vào clip. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái chi tiết cấu hình của cây thuyền hoa ha các bạn. Các bạn có thể quan sát nhanh thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái đàn gỗ full khoa, và đây là khoa Hawaii chính hiệu luôn ha các bạn. Các bạn có thể thấy cái màu sắc rất là quen thuộc của khoa Hawaii nè, nó là màu màu cam sẫm. Toàn bộ cái đàn luôn, cả mặt đàn, lưng, hông đều là gỗ khoa hết. Mình sẽ xoay chậm chậm cho các bạn nhìn thấy được cái vân gỗ của gỗ khoa nè. Vì nó là cái kiểu vân 3D các bạn, cho nên là chúng ta phải xoay ở nhiều góc khác nhau thì chúng ta mới thấy hết được cái vân của nó ha. Nó đặc biệt ở cái chỗ đó. Đó, nếu mà chúng ta chỉ xoay có một góc thì nhiều khi không có thấy cái vân gì hết, nhưng mà chúng ta vừa mới xoay sang góc khác thì chúng ta có thấy là nó có rất nhiều vân ngang ha. Và đây là cấp gỗ 4A. Đây là những bộ khoa được Thuận Guitar sưu tầm và lưu trữ rất là lâu rồi các bạn. Rồi, phía sau chúng ta có cần là cần mahogany ha, khóa Goto 510 satin gold, có nghĩa là vàng nhưng mà nó là kiểu vàng mờ á chứ không phải vàng bóng ha. Rồi, những cái đàn này các bạn thấy là cái phần ốp đầu của nó nè cũng là gỗ khoa luôn, rất là đẹp. Logo thì được cẩn chim lạc bằng vỏ chai ha, rất là sang trọng. Cái cây đàn thuyền hoa này nó có hai cái điểm đặc biệt ha các bạn, hai cái điểm mới. Thì thứ nhất là cái nan cầu lỗ của nó chính là nan cầu lỗ thế hệ 3. Chút nữa cái phần âm thanh các bạn sẽ nghe được cái nan cầu lỗ thế hệ 3 trên một cây đàn gỗ full khoa nó sẽ dữ dội như thế nào ha. Và cái điểm đặc biệt thứ hai đó chính là cái trang trí của nó. Mình sẽ nói luôn cái phần trang trí này. Đây là cái điểm đặc biệt về cái phần mặt hình thức của cái đàn. Tuy nhiên là nó rất là kỳ công hết các bạn. Thì cái đàn này được lấy chủ đề là về một cái bến thuyền các bạn. Có 5 chiếc thuyền ha, chất đầy hoa. Đây là một cái cảnh tượng mà rất là quen thuộc ở Việt Nam mỗi khi mà xuân về, Tết đến thì những chiếc thuyền nó chở hoa từ ở dưới quê các bạn mang lên những cái vùng những cái chợ hoặc là những vùng thành phố để bán. Thì ghe nó sẽ những ghe chiếc thuyền nó sẽ đậu ở sát những cái bờ kênh gì nè để mà đưa hoa lên. Đây là một cảnh tượng nó rất là quen thuộc, đặc biệt là ở cái miền Nam các bạn, ở cái vùng sông nước á, khi người ta vận chuyển nhiều bằng hoa bằng thuyền á thì các bạn sẽ thấy cảnh này rất là nhiều, và nó là một cái cảnh mà mình nghĩ là nó sẽ gây một cái cảm giác về một cái Tết mà nó rất là nhộn nhịp, rất là vui vẻ và nó tràn đầy sức sống đó các bạn. Rồi, ở trên những cái phím 3, 5, 7, 9, 12 đồ ha, chúng ta cũng có những con chim én nhỏ nhỏ nè, để vừa đánh dấu cho các bạn mà vừa tăng thêm cái cảm xúc về về cái inlay. Cái bộ inlay này thì về cái ý nghĩa thì nó cũng đã rất là hay rồi. Tuy nhiên là cái phần thi công á, phần thi công nó cũng cũng rất rất là phức tạp ha các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy nè, các bạn có thấy là cái màu cam ở trên chiếc thuyền lớn này nó rất là đậm không, và nó rất là nét. Thì cái nguyên liệu để thực hiện cái inlay này nó không phải là gỗ ha, nó không phải là cái nguyên liệu truyền thống mà thường hay làm, mà nó là đá các bạn, nó là đá ha, đá màu á, đá màu được
cẩn vào trong cái mặt đàn rất là công phu. Để làm được cái kiểu này á, thì chúng tôi phải phay một cái rãnh y chang như là cái hình cái thuyền luôn, và sau đó chất đá vào, rồi chúng ta đổ epoxy vào để nó đông lại. Và các bạn có thể thấy là cái phần thi công này rất là kỳ công ha, đá thì nó rất là cứng, cho nên là khi mà chạy những cái rãnh để mà đưa phím vào á, nó cực kỳ khó luôn, nó rất là khó để làm cho cái phím nó đều và có thể thi công cái độ cong của cái mặt phím á, cái phần fingerboard này các bạn, nó có một cái độ cong ha. Và nếu là làm ở trên những cái nguyên liệu khác thì nó rất là dễ, như là vỏ chai nè, vỏ ốc nè, rồi gỗ thì rất là dễ, nhưng mà đá thì rất là khó ha, làm cho nó đều bằng phẳng để các bạn có thể lướt tay ở trên một cái mặt phím cong hoàn hảo á, thì rất rất là chua luôn. Cho nên là có thể nói là đây là một cái loại nguyên liệu nó đẹp nhưng mà nó rất là thử thách, rất là thử thách luôn. Làm cái inlay này tốn rất là nhiều ngày ha các bạn, phải thực hiện trước ở ngoài rất là nhiều lần rồi thì mới đem lên cái đàn này. Đây là cái đàn đầu tiên của Thuận Guitar sử dụng cái nguyên liệu đá để làm cái inlay cho đàn luôn à. Đó, các bạn có thể nhìn thấy không? Nó rất là khác so với các cái nguyên liệu truyền thống khác như là vỏ chai hay là gỗ ha. Rồi, như vậy là chúng ta đã đi qua phần cấu hình cũng giống như là cái điểm đặc biệt, điểm hấp dẫn về mặt thiết kế ở trên cái đàn này. Bây giờ mời các bạn nghe cái phần âm thanh ha. Thank you.
Đó, vừa rồi thì các bạn đã được nghe cây thuyền hoa nó so sánh với cây 02 Sakura ha. Hai cây đàn đều là gỗ khoa, cây khoa Phú Quốc, một cây khoa Hawaii. Và cái sự khác biệt lớn nhất nó nằm ở cái đàn cầu lỗ các bạn, đàn cầu lỗ thế hệ 2 trên cây Sakura và thế hệ 3 trên cây thuyền hoa ha. Thì có thể nói là cái đàn cầu lỗ thế hệ 3 nó chính là một cái điểm thành công rất là lớn của Thuận Guitar trong năm 2022, khi mà cùng kết hợp với GT Guitar Shop đã nghiên cứu ra cái đàn cầu lỗ này, và mình thấy là nó áp dụng trên các cái dòng gỗ khác nhau, nó đều cho một cái hiệu quả âm thanh cực kỳ tốt luôn. Các bạn có thể dễ dàng nghe nghe ra được cái âm thanh vòm rất là rõ của nó so với bất kỳ một cái cây thuận nào mà sử dụng đàn cầu lỗ thế hệ 2 luôn. Đặc biệt là trên gỗ khoan các bạn còn nghe ra được một cái độ mượt mà đến kinh ngạc luôn. Có nghĩa là mình biết là những cái cây đàn mà nó gỗ nó giống nhau ba mặt luôn các bạn, thì nó sẽ có cái độ quyện tốt hơn bởi vì nó đồng nhất về cái tính chất gỗ. Tuy nhiên là những cái cây mà nan cầu lỗ thế hệ 3 này nó còn thậm chí nó còn mượt mà hơn nữa. Có nghĩa là cái độ cân bằng của nó rất rất là tốt. Các cái dải tần của nó vang lên ở một cái mức âm lượng rất là bằng nhau. Cho nên là các bạn nghe nó rất là quyện ha, rất rất là quyện, rất là cuốn luôn. Hôm trước thì mình đã có làm một cái cây AT09NCX Đại Việt, cây đó cũng là gỗ khoa đi với đàn cầu lỗ thế hệ 3, nó cũng rất là quyện y chang vậy nè. Rồi chúng ta có thể nghe được là cái bass strap của nó cũng rất là rõ, rất rất là chi tiết so với cây 02 Sakura luôn ha. Rồi một cái điểm nữa mà các bạn có thể nghe ra ngay luôn đó, đó chính là cái âm thanh vòm, có nghĩa là cái cảm giác về cái âm thanh nó ở xa hơn ha, nó ở một cái không gian rộng hơn đó. Thì các bạn chỉ cần chú ý một xíu thôi, chúng ta sẽ nghe ra cái đẳng cấp rất là khác biệt giữa cây thuyền hoa và cây 02 Sakura. Rồi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ về cái đàn này ha. Một cái đàn về chủ đề Tết rất là dễ thương của Thuận Guitar. Thì ở clip sau, chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm cây mùa chim én bay. Đó cũng là một cây có cấu hình tương tự các bạn, nhưng mà cây gỗ nó khác ha, và cái inlay của nó khác. Rồi, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong clip sau.